Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để thêm cái mạng OKChain vào cái ví MetaMask. Rồi trước hết quý vị hãy vào cái ví MetaMask của quý vị này. Quý vị để ý đến cái menu phía bên trên góc tay trái màn hình này. Quý vị hãy chọn menu. Rồi quý vị chọn đến cài đặt này. Rồi quý vị chọn đến mạng này. Ok, quý vị chọn thêm mạng đi. Rồi cái tên mạng này quý vị đề nào OK này X này trên. Rồi cái ô thứ hai là URN này. URN quý vị đề chính xác là HTTPS này 2.2 gạch xược này X này trên này test này chấm này ok ex này cn này chấm com này. Rồi ô thứ ba là mã chuỗi là 65 này, ký hiệu là okt. Ô cuối cùng là URN. Quý vị đề là HTTPS 2.2 gạch www chấm OK OK Ninh chấm com gạch xược O K E X trên gạch ngang test. Rồi quý vị kiểm tra lại chính xác xem là đã đúng chưa. Xong quý vị bấm vào thêm này. Ok, vậy là đã được rồi.